sơn tùng mtp thả thính cả vườn hoa phản tài lao suýt có ngay nguồn cảm hứng đu trên chế ảnh chôn thần tượng sau thời gian dài im hơi lặng tiếng những ngày qua sơn tùng mtp không khỏi khiến cho cộng đồng mạng nháo nhào khi liên tục đăng tải loạt hình ảnh hoa cùng bốn từ gây tò mò chắc yêu là đây ngay lập tức động thái này khiến cho các fan của giọng ca lạc trôi đoán già đoán non rằng đây chính là tên ca khúc sắp ra mắt của thần tượng tuy nhiên một số ý kiến khác thì vẫn không tin lắm và khẳng định chỉ là cú lừa không hơn không kém của Sơn Tùng MTP. Hình ảnh hoa cùng bốn chữ chắc yêu là đây, trên Instagram của Sơn Tùng MTP đang làm cộng đồng mạng không khỏi xôn xao. Sơn Tùng MTP đang thả thính dấu hiệu comeback. Nhìn những hình ảnh được Sơn Tùng MTP đăng tải cùng bốn chữ chắc yêu là đây, một bộ phận fan của nam ca sĩ tin rằng tất cả chưa hề dừng lại, mà chắc chắn vẫn còn những dữ liệu đầy bí ẩn sẽ được tung ra trong những ngày tới đây. Dù tất cả vẫn chưa được hé lộ hoàn toàn, nhưng động thái từ Sơn Tùng MTP đang là nguồn cảm hứng để tạo nên trào lưu chế ảnh của cộng đồng mạng. Nếu như các fan Sơn Tùng MTP thì nhau chế ảnh tên tựa để ca khúc, hoặc thậm chí là thay thần tượng gửi lời nhắn chôn đến fan thì cộng đồng fan của công chúa nhạc pháp Tay Swift lại có màn đu trên cực lầy. Tay Swift mà biết điều này, không biết chị còn ổn không? Bên cạnh Tay Swift, ngay sau khi từ đây đầu tiên được Sơn Tùng MTP đăng tải cộng đồng mạng đã nhanh chóng cho ra cả bộ sưu tập, ảnh chế khiến ai nấy cũng phải cưới ngất. Nào là câu giao bán hàng rong quen thuộc cho đến những câu thông báo chắc nịch như đang ấy đây, cơm bách đây, thôn vĩ dạ đây hay thậm chí là ở đây có người hết tiền, cũng được cư dân mạng sáng tạo và chế ra. Bước đi vô cùng khó đỡ này có lẽ đến ngay chính Sơn Tùng MTP cũng không thể lường trước khi chỉ với pha thả thính khá nhẹ nhàng của mình cũng đủ để tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội muốn Tài lên Việt Nam qua Sky Fashion, Beat, Facebook. Nhấn nút subscribe để luôn nhận được những tin mới nhất.